Bài toán tính tổng dãy số. Hãy giải bài toán này và chọn đáp án đúng trong vòng 5 giây. Thời gian đếm ngược bắt đầu. Bạn đã giải được chưa? Hãy cùng xem cách giải nha. Đề bài yêu cầu ta tính tổng các số nguyên lớn hơn âm 10 và nhỏ hơn 11. Các số nguyên âm lớn hơn âm 10 bao gồm từ âm 9 cho đến âm 1. Các số nguyên dương nhỏ hơn 11 bao gồm từ 1 đến 10. Đây là một dãy số vô cùng đặc biệt bởi vì chúng chứa các cặp số đối của nhau. Âm 1 đối với 1, âm 2 đối với 2, lần lượt cho đến âm 9 đối với 9. Vậy nên khi tính tổng của dãy số này, các cặp số đối cộng nhau sẽ bằng 0. Số còn lại cuối cùng là 10. Vậy nên tổng của dãy số này là 10. Các bạn có giải đúng không? Hãy comment cho Study Care Education được biết nha. Đây là bài toán được trích từ quyển Bài tập phát triển năng lực môn toán lớp 6 tập 1 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp ích cho bạn. Hãy thả tim, lượt video và follow Study Care Education để xem thêm những video thú vị khác về học thuật nhé.